Đây, tôi giới thiệu cho các bác ở Đắk Lắk một cái đầu băng cối Tech A4010F. Đây là một cái đầu băng cối, nó chạy hai chiều, có cả vợt mà. Đấy, thì giờ bây giờ tôi giới thiệu cách dùng cái này rất đơn giản. Đây, ví dụ ở đây nó đang chạy, giờ ta tốt lại này, giờ muốn tua ngược lại thì ta chỉ cần ấn ấn hai cái niềm vào nút, thì đây là tua ngược, ấn hai cái niềm vào nút thì nó tự tua xuôi. Đấy, để ta ngược băng hết băng, để bây giờ bảo các bác cách lắp dây băng nhá, rất đơn giản. Để hết băng cái cần này nó tự chạy ra đây cái thì máy nó tự dừng luôn. Cái cần này là cần đấy, cần hết băng cái dây băng nó trùng thì cái cần nó chạy ra đây thì nó dừng luôn. Còn luồn dây băng này này, hướng dẫn nhá. Đây, xong đây, đầu tiên là cái này nó để nó làm cho độ căng dây băng nó ổn định mà. Xong luồn qua đây. Đấy, xong lại luồn cứ kéo dây băng sang bên này. Luồn ra đây. Và lưu ý nhá, cái cần này nó phải kéo ra đây thì máy bắt đầu nó mới chạy, motor bắt đầu nó mới chạy. Thì đây ta mới cho qua một cái lỗ ở đây. Sau ta cuộn nó vào, lấy tay ta vần vần độ một vòng hai vòng rưỡi ấy, để cho nó đè cái dây băng này cái. Đấy, thôi rất dễ. Sau đây bây giờ ta ấn tiến play phát thì đây nó phát luôn. Đấy, chuẩn bị vào băng này. Đây là cái chỉnh to nhỏ đầu ra đây này. Đấy, to nhỏ đây nhá. Đây là to nhỏ. Còn cái này là to nhỏ của đầu, cái này là to nhỏ đầu ra. Đây là to nhỏ. Đây, đây là to này. Đây là to nhỏ này. Cái này là to nhỏ đầu ra. Còn cái này lại là to nhỏ của đầu vào. Khi ghi hoặc là khi ta làm dề thì cái này nó là điều chỉnh mức to nhỏ đầu vào nhá. Đây là khi làm dề thì ta gạt cái skua lên, cái nấc skua thì khi đó tín hiệu cắm vào nó thì cái này là điều chỉnh to nhỏ. Đấy, còn tape là nó phát cái tape đây, rất đơn giản. Đấy, chỉnh to nhỏ đây, ta thấy chỉnh của ta rất kín, thấy nó lên đều này là được. Thế thôi, còn không hay là phát tốt lại thôi. Đấy, tốt lại, nếu mà muốn cái này nó không quay nữa, máy không hoạt động nữa thì ta cho trùng dây băng lại cả. Máy tự ngắt. Đấy, tự ngắt, khi đó thì cứ để cứ trùng dây này cái thì nó motor nó tự ngắt. Và khi đó ta có thể làm chức năng cái đầu này, ta làm chức năng dề, ta gạt lên đây. Gạt lên skua là khi đó một cái thiết bị cắm vào nó thì cái này nó lại phát chuyển tiếp luôn. Đấy, bây giờ ông chủ hướng dẫn cách tháo băng đi. Tháo băng thì rất đơn giản, hết băng nó tự tháo. Đây, ví dụ đây, tua cho hết băng này, nó tự dừng này. Đấy, hết băng nó tự dừng nha. Đấy, tự dừng nha. Đây, lại nắp lại cho bác cái dây băng nữa lại một lần nha. Đầu không tiên, tháo hẳn cái băng ra như nào, bởi vì đây, bác đây là mới băng, chơi, bác không biết là cách lắp và tháo băng. Khi tháo đây, nó có đây, chúng ta lưu ý này, nó có cái ngạnh, ba ngạnh tương ứng với ba ngạnh đây. Ta đặt nó vào. Đấy, đặt vào và ta ấn cái núm chặn băng vào. Đấy, ta ấn nó hơi chặt vào cái chặn băng cho băng nó khỏi ra. Đấy, thì đây. Ta nửa luồn lên đây. Sau đó ta luồn đây này. Nhìn thấy không? Và khi đóng máy cho bác thì tôi vẫn để nguyên dây băng ở đây, về chỉ việc bật play là chạy. Đấy, xong các bác nhìn kỹ cái đường dây băng nó đi. Đấy, rất đơn giản. Đơn giản nhất trong tất cả cái đơn giản là cái này. Đây, nó vần lên nó cuộn đấy. Sau đây, nó vào đây. Đấy. Và tất cả các băng mình đang dùng, mình đang chạy ở cái mức độ là 19 cm một giây, hoặc tương ứng với cả 1/2 inch, 7.5 inch trên một giây nhá. Thì ấn ở đây nhá. Nếu ta ấn ở đây thì máy nó chạy rất chậm, để nó chạy ở cái chế độ chậm. Đấy, còn đây, cái đây là đây ta không dùng đến này. Thế thôi, rất đơn giản. Đấy, cứ làm sao hướng dẫn đơn giản nhất, vì bác đấy là bác mới chơi, cho nên là mình hướng đấy, dẫn làm sao nó cơ bản nhất thôi. Đồng hồ nó triển thị mức mức đẹp màu lan tóc xanh càng lúc này. Ai thấy ai
báo số màu, số màu ấn cái gái nó về 00. Đấy, bắt đầu nó đếm bao nhiêu vòng đây. Thế thôi. Đấy, mời bác gặp máy có gì, có điều gì thì cứ điện lấy cam cho tôi dẫn tiếp cho. Yeah. À đây còn cái này nữa này. Còn cái này nữa nhá. Trong quá trình sử dụng mình có thể bị bẩn đầu từ thì ta tháo cái vít này ra. Đây, để mà giới thiệu bác một lần nhá. Nó tháo có cái vít này này. Tháo ta về đây để giới thiệu bác cách xử lý khi nó bẩn đầu từ, nó giống như đầu từ cassette đấy mà. Stop máy lại không? Không cần cứ để tao ta stop máy lại này. Ta phải cho dây băng trùng xuống người ta mới nhấc được cái này ra này. Đây là ổ từ của nó. Đây là từ xóa nhá. Lưu ý này. Từ xóa này. Từ phát, phát ngược này, phát xuôi này. Đây là từ in này này. Thì trong quá trình bẩn dùng cái bẩn thì ta có thể lấy một cái giấy ăn ướt ấy. Giấy ăn ướt thì ta cài. Ta cho ta lau cái này là cứ lau 3-4 cái đầu từ cứ lau đi cái. Đấy, nhìn ở dưới nó có 1-2-3-4 cái từ. Đấy, ta lau cái này xong. Sau rồi thì ta đậy cái này vào. Là đậy nó có cái ngàm ở dưới nhá, nó có cái ngàm rất mé tí như móng tay thôi. Ở dưới ta đậy vào đây. Sau ta vặn cái vít bảo vệ nó vào đây. Mấy cái tôi biết còn vặn cái vít nó vào thế là xong. Nhưng có phải lúc nào cũng phải lau đầu từ không? Rất ít khi phải lau. Trường hợp mình thấy tiếng tự dưng nó bé tí đi hoặc nó bẩn đầu từ. Thì mình lau cái đầu từ đi. Thế nhưng mà trong quá trình dùng, ví dụ băng mình đang chạy này, mình biết có tiếng mà thấy nó mất tiếng thì có khi nó bị do nộn ngược dây băng mặt trong ra mặt ngoài. Đấy, thì mình chú ý nếu mà mình cho vào dây mà để ngược dây băng, dây mặt trong ra mặt ngoài ấy, đây nó có mặt nó in ở trên mặt trong. Còn mình để cái mặt trong ra mặt ngoài thì nghe nó mất tiếng. Đây, bạn đây. Đấy, rất dễ dùng. Đấy. Toàn bộ máy móc bên em là điện 100V, made in Japan, bảo hành là riêng nguyên bản. Anh về là nhờ cắm đúng điện giúp em nhé. Ngoài ra thì trong quá trình sử dụng mà cần hướng dẫn gì thêm thì mình cứ nhắn qua Zalo thì em sẽ gọi hình để hướng dẫn thêm cho mình. Và cái chương trình băng cối em gửi kèm nếu anh thấy hay thì có thể là sau này mình sẽ đặt mua thêm giúp em. Anh thích chương trình, này chủ đề hoặc ca sĩ gì mình cứ nhắn qua Zalo thì em sẽ làm thêm cho mình nhé. Bên em có các cái chương trình băng 7, xương nhôm này, xương nhựa hoặc là dây pháp mới, dây một nước thì mình có thể tùy chọn sau. Cảm ơn anh đã tin tưởng và bây giờ thì xin phép chào tạm biệt và chúc các bác nghe nhạc thật là vui vẻ.